Cái này vào trong cái quán bà Tư Sắn này. Đấy. Lâu lắm rồi mới ra đây quay cái clip ở bà Tư Sắn cả nhà. Cánh đồng bây giờ nó đang người ta đang xạ mạ này, đấy, sắp được cấy đến nơi rồi. Hết mùa bắt chuột rồi. Bây giờ mà có bắt thì chỉ có vớt vát được khoảng chục con, hơn chục con, không bắt được nhiều cả nhà. Đấy, bây giờ người ta đang xạ mạ rồi nên là có tranh thủ bắt thì bắt bây giờ thôi. Như vài bữa nữa là người ta đánh bả là không thể bắt được. Đây là phong cảnh ở thôn quê buổi sáng đấy, bình an, sáng rất chi là yên tĩnh. Bây giờ mình sẽ vào mình triển khai 2 bát tiết canh, hai anh em mỗi người 1 bát. Quấy lên là cái là rực rỡ ngay. Ăn sáng rồi là bình dân. Mỗi ngày mà 3 tiết mới đĩa lòng bát cháo. Nên là buổi sáng ở thôn quê là nó đơn giản đấy thôi là no. Mỗi người công việc, người nào vào việc đấy. Tuyệt vời. Chờ được khoảng giây lát là gọi là đông đặc luôn. Đã xong cả nhà đấy, hôm nay nàng cái tô là trang lợn mà trang lợn nó son son nhỉ, kèn cái nhỉ, buổi sáng là chúc sức khỏe các cả nhà rồi, sao buổi sáng ăn chào này buổi sáng bình an. Rượu sáng trẻ chưa, rượu sáng trẻ chưa thôi làm cái sân xuân đi sân xuân này thì nó mũ bắt đầu rồi về phải cái nó nhanh chàng hôm nay có là chàng hôm nay hơi bé, chàng hơi bé nhưng mà đến 7 giờ vẫn chưa muốn về. Mùa mùa cấy này bây giờ nó hoàn cấy trong đêm còn tan lâu ngoan ngon đi 2 rưỡi giờ đổ 4 giờ 5 giờ về đâu mà nhanh bảy tám lần đầu ăn cái món này nó ngon giòn. Cái này cày đi. Cày. Đây có đông đặc cho tin đồng ạ. Có đây. Cả với ngăn. Giòn đấy. Cho đoạn chua già cái. Chán đầu ăn chưa, ngồi đi nhắm luôn đi. Để. Làm mấy năm già cho nó dẫn. Gạo này ăn ngon lắm, thơm. Ăn nhiều nhiều rau. Tuổi thêm chi rau. Suốt ngày đi đường cũng dai nhìn béo rồi đấy nhỉ. Ồ béo chứ má mà. Ăn cái này đủ. Ăn nói chung là ăn được. Ăn được rồi béo. Bữa nào mày bát cơm, cái dầu ăn không ngồi. Nóng nóng ăn ngon. Nóng ăn nó thơm. Sáng thì mình ăn cái gì thì bà ăn cái đấy. Nhắm được món miếng nào đấy là làm cái này tiếp gọi là xoăn 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 xun chàng chàng này gọi là chàng mới lớn có nhà này về mình hỏi cải ớt này cải làm miếng xoăn xoăn đi. Mình làm miếng 2 miếng xoăn. Ngon đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Làm miếng lò xo. Trang lò xo. Không vừa. Giòn giòn như ngọn rau muống luôn.
ngon. Càng cái đồ nữa. Càng ngồi từ nãy mày ăn quá quên cả càng. Sáng nay đổi là hiếm. Chưa. Sáng nay chưa đổ à? Chưa, thay cái gì mà bạn ra ngồi đấy à. Thay thì à. Ra đây là. Thay qua thì thế này. Không là thay qua, còn để đàm chở thì. Ăn là đồ chén này là vừa. Bạn đi ăn nữa anh. Rồi, đồ chén là nó ấm bụng. Nắm lòng. Lấy chứ mày cái chén này mới thì sao không có đường mà nắm. Nó còn mấy chục khối đấy. Ăn được cái kèm này. Thế là mấy chục khối đấy thì. Không có. Đúng, cái lượng đến thế thôi. Quá cái dòng chim rồi, nó gọn gàng rồi. Nó sụn đấy, cứ đổ, cứ đổ dư cho bà ăn tí là còn phun nước sụp. Sáng kiểm len chặt. Mà cái bữa chăm chứ còn dư này. Tuyệt vời, mặt trời. Giòn chuẩn. Cái bữa chăm theo tí. Ngon quá cả nhà. Ăn toàn là đấy, ăn đi, nó nóng phải vào nó nóng hổi này toàn phá bát tiết trước thèm quá rồi mình đây toàn là phá bát tiết phá này cho so nạc đầy đủ vị bà chủ ơi cho cái hạt tiêu cái này nào tí hạt tiêu vào cho nó hấp dẫn gọi bà chủ và mang đến ngày ăn tiêu cho vào cho cay ngọt bùi cay nó hơi tối mọi người thông cảm nha ngồi trong quán xá nhiều khi ánh điện nó kém sao tối một tí được để toàn rồi phá ba tiếng càng ngày nó nhỉ tao tiếp một càng mời mời này nha anh em xem như hay nhớ cho Lê Toàn một like nhé làm like cho chú Nghĩa một đăng ký ui rồi ngọt lắm cả nhà mời này đây nha nó giòn ngon rau cỏ nói mình quên cả ớt luôn. Mày ăn quá. Mày ăn quá quên cả ớt. Nhiều khi nó cũng phá này. Ừ, nhà đấy là toàn ăn rồi đến chú Nghĩa phá ba tiếc rồi. Lộn mình ba tiếc. Rồi, thế rồi. Hôm nào Hưng Đông ra mà quả thu thì tới nhà thắng rồi. Hưng Đông quay lại đón em rồi, cậu bình tĩnh nhá, đóng cửa lại. Xong bà tô lòng Anoso một đĩa lòng già bát tiết
rồi là mặt cháo nữa, là buổi sáng là quá là ấm lòng rồi, hết ấm lòng người chiến sĩ cả nhà. Rồi video này Toàn với Chú Nghĩa quay có thời lượng cả nhà, anh em đi ăn sáng chia sẻ cho cả nhà xem đấy. Mọi người thấy hay cho một like, một đăng ký, một chia sẻ để ra được những clip tốt nhất để gửi tới mọi người. Chào cả nhà cái nhỉ. Chào mọi người. Rồi, bà chủ ơi. Đấy, bà chủ này đang mãi nói chuyện này. Rồi, chào cả nhà. Hẹn cả nhà sang bữa sáng tiếp theo. Hẹn cả nhà bữa sau.